It is a Vietnamese spinach. We have a leaf here, little big like the palm like that. But we eat all the leaves. We cut all the leaf out. And here we put it with the rooting powder. And now we plant them. And it grow root from here and grow leaf here. And it's our vegetable. Today is the 4th of May 2022. Đây là trong nhà kính và đây là cuộn mùng tơi đã ăn hết lá. Nhặt những cuộn ra và dúng vào nước ngâm axit humic. Axit humic. Mình gieo dâm ở đây cho nó mọc rễ. Chọn cây to đẹp nhất làm trước. Đấy, ngâm axit humic. Không phải là axit humic mà đây là nước. Có thể là có một tí phần trăm nào đó mình không biết được. Đấy, ngâm thấy chưa? Nó vàng trắng đấy. Sau khi nó mọc ra rễ rồi và nó mọc mầm ngọn lên lá thì bắt đầu mang ra ngoài trồng. Vì bây giờ đang mùa rét, nhiệt độ vẫn ở khoảng 10 độ đêm, ban ngày có thể là đến 15 độ. Hôm nay trời râm, không có nắng, thành hơi rét. Nhiệt độ có lẽ hôm nay ước chừng theo mình đoán ấy, không nháy vào nhiệt độ thì nó độ khoảng 15 độ. Bây giờ là đang được khoảng 2-3 giờ trưa. Đây là bùn ẩm, hoàn toàn bùn, không có tí đất nào. Mùn là làm bằng gì? Là bằng vỏ cây già, lá cây già để mục và các cái rong rêu thái rừng ở rừng, có nhiều rong rêu lắm. Đấy, người ta hái về hàng tấn. Rồi là người ta để nó khô dưới mục đi, rồi người ta xay ra, xay bột, có cái máy xay. Và người ta bán đấy, không phải rẻ đâu. Vì cái công lao, cái này là vốn là để mà nhặt cỏ. Cái cây cỏ đó thì mình nó đứng đây thì bắt đầu mình chọc cái này xuống và rút cái cỏ lên. Đấy. Bán cái này là mấy, không biết mấy đồng, 3-4 đồng một cái cây này.
I'm not sure how many can survive. When it grow root and it germinate, grow branches, it survive. But it wither or rotten, it dead. You never know. Ratio maybe small because the store has to sell the vegetable that is keep in cold temperature, and this plant cannot stand the cold, and the survival rate is very slim. What limb mean? Limit? Slim. Small. Survival rate is small. We should try our best. Success rate, we never know. After that, water them, spray them, or shower them. Put them under a shower. That's it.